giờ mình đi đọc thôi. Let's go, đi thôi. Ủa, ai gọi đây? Hả? Jennifer gọi mình. Rõ ràng cô ấy đâu có ưa mình đâu mà sao lại gọi mình hôm nay. Để nghe thử coi. Alo, cái con nhỏ Sammy xấu xí, xấu quá, xấu ơi là xấu. Tại sao không làm bài tập cho ta hả? Biết là ta bị không điểm không? Trời, nhỏ này dám làm bài tập cho mình sao? Được rồi, lên trường nhưng mà ta nhất định sẽ bắt nạt ngươi. Ngươi có chừng rồi đó. Ôi trời ơi, chết rồi. Lúc trước cô ấy giao bài tập cho mình mà mình quên làm. Bây giờ mình mà đi học, chắc chắn Jennifer sẽ đánh mình mất. Mình không có bị đánh đâu. Bây giờ làm sao đây? Không thể nào, bây giờ mình đi học mình sẽ bị cậu ta bắt nạt mất. Có cách nào không ta? Có cách nào để mình không bị đánh không ta? Mình có cách rồi. Nếu hôm nay mình không đi học thì mình sẽ không bị đánh. Bây giờ làm sao để không đi học ta? Mình có cách rồi. Bây giờ mình sẽ nói bố mình là hôm nay mình bị sốt, mình ở nhà thì chắc chắn mình sẽ không bị đánh nữa. Ôi trời ơi, mình thật thông minh. Ok, bây giờ mình sẽ nói ba mình là mình sẽ bị sốt. Rồi, ok, đi thôi. Mà quên, đây là game không phải ngồi đời nên các bạn không được bắt chước nha. Nghỉ học là một chuyện xấu không nên nha, không được giả số bằng giả học nha. Nhớ nha, đây là trong game thôi. Còn bây giờ đi thôi. Video chỉ mang tính chất giải trí và không cổ suý cho những hành động xấu và đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Ok bạn ơi, bây giờ mình cùng xin ba để hôm nay mình ốm và mình sẽ được nghỉ học. Ok, bây giờ mình sẽ nói chuyện với ba thôi. Bây giờ mình sẽ giả bộ mình ho ho một xíu để mình có thể nói ba là ba mình đi rồi nè. Trời ơi, sao ba mình mặt căng vậy? Ok, ba ơi, bây giờ con cảm giác hơi sốt thì phải. Ba cho con nghỉ học được mà, không như hơi sốt. Hả, cái gì sốt hả? Để ta xem. 36,5 độ. Trời ơi, bình thường mà con, thôi đi học đi. Trời ơi trời, lúc nào cần ngoài ba nha con. Hả, mình vẫn phải đi học sao? Trời ơi, giờ sao đây? Bây giờ mình phải nghĩ cách khác thôi. Bây giờ mình sẽ làm sao để mình có thể gọi là lên nhiệt độ và tin là chắc chắn mình sốt rồi bạn ơi. 36 độ hình như vẫn là bình thường thôi. Để xem có đóng cửa lại coi. Bây giờ mình sẽ bây giờ mình sẽ bật tất cả các đèn trong phòng mình để mình có thể nóng lên và mình sẽ lên độ. Chắc chắn mình sẽ được nghỉ học. Yeah, mình thông minh luôn. Ok, bây giờ đóng cửa lại nè. Đó, mình bật một cái đèn lên. Bây giờ bật đèn tiếp theo. Đây, bật thêm một cái đèn nữa. Đây, cộng 1 độ. Bật đèn thêm nữa. Ui trời ơi, cảm giác nóng quá ta. Ôi, nóng nha, cái phòng cảm giác hơi nóng nha. Nóng như thế này chắc chắn mình sẽ lên độ, mình sẽ ở nhà thôi. Ok, quá thông minh luôn. Rồi, đây. Lo. Ba ơi. Trời ơi, người con cảm giác trời ơi, lên độ nè, nó nóng quá trời ba ơi. Chắc chắn là không đi học được rồi, con sốt rồi bà. Cho con nghỉ học nha ba. Hả? Để ta xem coi. Nhìn có vẻ nóng nóng đó. 37 độ. Thôi bình thường con ơi, trời trời, mới 37 độ à, có gì đâu. Thôi đi học đi con ơi, đi học đi, bình thường, có gì chưa. Hả, 37 độ mà cũng chưa được đi học hả? Ôi trời. Thôi được rồi, bây giờ mình sẽ dùng biện pháp mạnh. Nãy là mình bật đèn ở trong phòng, bây giờ mình sẽ bật đèn khắp ngôi nhà này. Chắc chắn nó sẽ rất là nóng và mình sẽ được nghỉ học. Ba đừng tự ba qua mặt con. Được rồi, bật đèn, bật hết luôn. Trời ơi, người mình nóng quá nè. Ôi, bây giờ nhà có bao nhiêu đèn bật hết. Bật đèn, đó, cộng 1 độ, cộng 1 độ. Đó, kiểu này chắc chắn mình sẽ được nghỉ học thôi. Để coi nhà có gì không. Đây, toilet có đèn không? Toilet có đèn, bật toilet. Đó, ok, còn gì nữa không đây? Trong phòng này chắc là hết rồi. Bây giờ quay phòng 3 có điện ta. Đây, bật đèn phòng 3. Không có gì chơi ba ơi. Không có gì chơi, con bật đèn thôi. Để xem qua nhà còn bao nhiêu cái đèn đây. Bật đèn. Đây, mở cửa đây. Phòng, gara bếp đây. Bật đèn gara bếp luôn. Rồi, ok, còn hai cái đèn nữa để mình làm cho cái phòng này nóng lên. Đây, hai cái đèn cuối cùng. Nóng rồi nha, cảm giác nóng rồi nha. Rồi, ba ơi, con thi nóng quá trời. Trời ơi, con là tăng độ ba ơi, cho con nghỉ học nha ba ơi. Trời ơi, nóng quá, người con sắp chảy mồ hôi ba ơi. Nóng vậy sao, để ta xem coi. 37,7 độ. Chà, nhưng mà cũng bình thường con à. Có gì đâu mà 37,7 độ, chứ phải 370 độ đâu. Thôi đi học đi con, không có gì hết trơn. Đi học đi nè, ba thương. Vậy mà chưa đủ nóng luôn hả? Làm sao đây? Làm sao để mình cái tăng nhiệt độ đây ta? Mình có cách rồi. Ba không cho con nhập đúng không? Thì con sẽ làm sao cho con tăng nhiệt độ lên. Rồi ba thấy nào cho con nhập thôi. Được rồi, bây giờ đầu tiên mình sẽ đi ăn sáng với các bạn. Đó, ok. Bình tĩnh ăn sáng trước. Đây, mình sẽ chế cà phê mình uống. Đó, đổi đây. Đó, các bạn ơi. Sau khi mình uống
uống nước nóng đó, mình sẽ uống ca cao nóng cho người mình nóng lên, bạn lại tăng nhiệt độ lên đó. Thay vì mình uống nước lạnh, mình sẽ uống ca cao nóng đó. Ok, trời ơi nhìn nóng hổi à. Ok uống nè. Ok nóng rồi đúng không, bây giờ uống sữa nóng rồi, bây giờ mình làm gì? Mình sẽ đi tắm mấy bạn ơi, mình tắm nước nóng chắc chắn rồi mình sẽ lên nhiệt độ, mình sẽ sốt. Thật là thông minh mấy bạn ơi. Được rồi, đây để xem quay bồn tắm đây. Ok bật lên đó, mở cửa mà từ từ tôi dịch đây, mở ra đó. Ok nước nóng chưa, trời ơi trời. Ok quá trời là tuyệt vời luôn. À mà từ từ khoan đã, cái là trong game mấy bạn không được bắt trước nha, bắt trước ngoài là phỏng người nha, đây là trong game nha, nhớ nha. Được rồi, nước nóng như này mình nhảy xuống húp đó, trời ui nóng lên, trời ơi trời, cái người mình nè ui trời ơi trời, nóng quá nóng quá, trời đã uống có cao nóng rồi còn tắm nước nóng nữa, trời người mình sẽ bị khùng mất. Trời ơi kiểu này sẽ được nghĩa nhà rồi, ôi vui quá. Được rồi bây giờ mình sẽ nói với ba. Trời ơi người mình nóng rồi đó. Ba ơi, ba, trời ơi ba ơi, con cảm giác người con bây giờ nóng quá, chân tay họng con cảm giác nóng quá, bây giờ con không thể nào đi học được ba ơi, bây giờ ba cho con đi học được không ba? Hả ba, ba thân yêu của con. Nóng vậy sao? Để xem. 40 độ nè, trời ơi. Con người mà 39 độ là bả ở nhà là bị sốt rồi. Còn bây giờ 40 độ, 40,2 độ. Kiểu này thì thôi được rồi, ta sẽ cho con. Thôi con đi học đi con ơi, bình thường 40 độ có gì đâu mà, thôi cứ đi học nha, bình thường thôi. Có gì mà thiếu gì á, bây giờ nhức đầu thì nói ba, ba cho uống thuốc Panadol nha con. Con yêu, đi học đi nha. Hả? 40 độ mà vẫn phải đi học? Trời ơi, tôi khùng quá mấy bạn ơi, 40 độ mà con đi học, trời ơi trời ơi. Thôi được rồi, mình phải tìm một cách nào đó. Mình sẽ mặc 100 lớp áo để mình có thể nóng lên. Chắc chắn ba sẽ không cho mình đi học nữa. Y mặc áo quần thôi. Trời ơi trời, tôi tức quá mà. Trời ơi bạn ơi, cái phòng tôi đã thấy nóng rồi. Bây giờ mình phải thay áo quần thôi. Áo quần đây. Quá trời áo quần. Đây mặc áo quần vô, mặc vô. Ok, mặc áo quần nóng như này rồi mình sẽ nhảy thật nhiều. Nhảy 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 nhảy. Đây. Trời ơi chạy bộ chạy bộ chạy bộ. Trời ơi, nóng quá, nóng quá. Từ từ, hình như trong này nó mặc áo quần mà mình cũng sẽ mặc áo quần luôn. Ok, đi mặc áo quần thôi. 5 minutes later. Ok bạn ơi, bây giờ mình mặc áo ống như này rồi, chắc chắn ba sẽ cho mình ở nhà tại vì quá là nóng luôn. Ôi, nóng quá bạn ơi. Không được rồi, bây giờ vì được nghỉ học, vì không bị bắt nạt, cố lên. Ok, rồi, nóng như này chắc chắn ba mình sẽ cho mình nghỉ học. Ba ơi, con lạnh quá. Con nóng quá, à không, con cảm giác sốt quá ba ơi. Giúp con với ba ơi, con muốn nghỉ học. Cho con nghỉ học ba ơi. Ba thấy, cha, nhìn có vẻ con rung dữ ta, nhìn lạnh dữ nhờ. Thôi rồi, để ta xem quay đo nhiệt độ quay. Chú cha, 40,7 độ. Trời ơi, nhìn như này. Trời ơi, thôi, cũng tội, thấy con cũng sốt dữ quá thôi nên là chưa đủ sốt lắm. Thôi giờ đi học đi con, thấy ổn, không cứ đi học nha con. Thấy bình thường quá. Chưa đủ sốt quý ba. Thì chừng nào mới là đủ sốt, trời ơi, nóng quá các bạn. Ôi trời ơi, thôi được rồi, bây giờ mình phải tìm cách nào mạnh hơn để mình có thể là lên nhiệt độ bạn ơi. Trời ơi, ba mình đúng là cái gì luôn, ba là nghĩ con cần chưa đủ sốt hả, trời ơi, gù quá hả. Thôi rồi, bây giờ mình sẽ làm cho căn nhà này nóng lên chứ không phải là mình nóng lên nữa các bạn. Nếu mà căn nhà này nóng lên chắc chắn mình sẽ sốt các bạn ơi. Trời ơi, sao ba mình khóc vậy? Ủa gì vậy? Ủa thì nửa khóc nửa cười thì sao vậy ba? Rồi rồi, ba đã chưa nóng đúng không? Trời ơi, cái phòng mình sao, cái nhà mình giờ hầm luôn các bạn ơi. Bây giờ mình làm sao? Bây giờ mình sẽ bật tất cả mọi bếp ga trong này đó. Đây, bếp ga nóng rồi. Đó, bật lên. Bật cái gì đây? Bật cái này, bật cái vòi nước không nóng lên được. Đây, bật cái này lên, mình xả nước tầm lâm ra. Ủa, con đi toilet cũng là nóng lên hả ta? Ủa, xả được không? Thì ghê quá. Ôi, thì có gì rồi, bây giờ cái nhà nóng lên đó bạn ơi, được rồi. Nhà cái nhà nó sắp cháy rồi ba ơi, bây giờ nóng như thế này, chắc chắn ba mình sẽ cho mình nghỉ học. Ba ơi. Ui, sao ba mình đeo kiến luôn vậy ba? Ba ơi, con cảm giác sắp cháy nhà rồi, ba cho con nghỉ được không? Con ngủ một ngày thôi má, con sẽ học chăm lên, ba cho con nghỉ học một buổi được không ba ơi? Ba ơi là ba. Nhìn có vẻ con
giống sốt đó, đâu cũng hơi ấm ấm rồi đó. Để ta check nhiệt độ quay con có thể ghi học được không? 52 độ, 52,7 độ. Trời ơi, cái nhiệt độ này. Thôi ổn mà con, đi học nha. Ngoan, đi học đi. Trời ơi, cái gì vậy ba ơi? 50 độ rồi ba cũng chưa không nghỉ học nữa hả? Trời ơi, kiểu này người ta sốt liệt dược rồi. Thôi được rồi, mình vẫn có cách để mình tăng nhiệt độ bạn ơi. Mình không thể nào bỏ cuộc đấy bạn ơi. Trời ơi, thà bị ở nhà sốt thật còn hơn bị bắt nạt các bạn ơi. Trời ơi, bắt nạt đánh đau lắm. Được rồi, bây giờ mình xem coi còn gì để làm mình tăng nhiệt độ nữa không. Để xem coi. Hả? Gì đây? Đốt bài tập về nhà của bạn. Bây giờ mình sẽ đốt sách để cho nhà trở nên nóng hơn. Được rồi, bây giờ mình sẽ lấy quyển sách của mình đây. Bài tập về nhà của mình. Ủa, trời ơi, nắng quá. Nắng quá. Nhưng mà phải cố gắng lên. Đi. Ây da. Được rồi, cuốn sách này trời ơi, sao bài tập mình nặng dữ vậy. Rồi mình học lớp mấy mà sao cái bài tập mình còn dày hơn là cái lịch đó vậy. Rồi, được rồi. Đây, đốt. Đó. Trời ơi, cháy chưa, nóng chưa. Ôi, cái mặt mình điên luôn bạn ơi. Cái mặt mình điên rồi. Nóng quá mình khủng luôn bạn. Thôi rồi, bây giờ kiểu này ba mình cũng sẽ cho mình ở nhà thôi bạn. Chứ kiểu này nóng quá rồi, sắp khùng quá rồi bạn ơi. Ba ơi, con xin ba, con sắp khùng rồi. Hãy cho con được nghỉ đi. 57.7 độ, gần 60 độ ba ơi. Cho con nghỉ học đi mà. Con chỉ muốn ở nhà thôi mà ba. Hả? 57.7 độ sao? Ha, hình như có gì đó không ổn với con thì phải. Nhưng mà ta thấy ổn mà con ơi. Thôi đừng làm phiền nữa, đi học đi con. Mệt ghê rồi, mỗi cái chuyện học thôi mà học cũng xong rồi, đi học đi con. Có gì đâu mà. Ba ơi, trời ơi, vẫn chưa đi học à. Lộ vẫn chưa được ở nhà. Chừng nào mới làm được ở nhà đây được ơi. Đi học còn dễ hơn ở nhà. Ba ơi, ở nhà còn khó gấp chàng lần luôn á. Trời ơi, ba mình cũng có tin người ấy bà ơi. Trời ơi, 60 độ ba mình cũng cho mình đi nghỉ học ấy bạn. Cái này là ba để ép con thì bây giờ con phá nhà luôn. Ok, được rồi. Theo như mình nhớ được rằng là hình như nhà mình có cái nĩa đúng không ta? Hình như nếu mình lấy cái nĩa mình nướng lên ở trong lò thì chắc chắn sẽ nổ bùm mấy bạn ơi. Nên là các bạn không được làm tại nhà nha. Cái này rất nguy hiểm luôn các bạn ơi. Trời ơi, ok, bây giờ mình sẽ nướng cái nĩa lên nha. Đây, cái nĩa gấp cơm. Khi mình bỏ đây mình nướng. Đây, còn 10 giây mình trốn sau đây. Thôi. Ôi trời ơi, đổ banh chành luôn bạn ơi, là lửa cháy nè trời ơi. Sắp cháy nhà rồi, chắc chắn ba mình sẽ cho nghỉ học. Trời ơi, căn nhà này rất là nóng rồi. Ba ơi, con xin ba, con cần nghỉ học. Con rất là nóng. 67.7 độ. Cho con nghỉ ở nhà thôi mà ba. Nó dễ mà. Khi vậy, xin cô giáo nghỉ học dễ mà đúng không? Ba ơi, tôi thấy con không có ổn nha con trai. Chưa ổn nha. Chưa. Bây giờ mình làm sao để cho mình nóng lên đây? Thôi rồi, nếu ba cảm giác đây chưa nóng thì con thay vì đốt cái lò sưởi, con sẽ đốt xe của ba nha ba. Chỉ có cách này thôi mình mới có thể làm cho nhà mình nóng lên được. Đây là do ba ép con nha. Ui, xe mình sắp cháy rồi đúng không? Gì đây? Ô, cần một cái đèn. Đây, cái gì đây? Mình đánh rắm để ra lửa. Mình sao mình bá đạo vậy? Trời. Ô, xe cháy rồi bạn ơi. Xe, ôi con cười nữa kìa trời ơi. Xe cháy rồi. Xe cháy rồi là nhiệm vụ là nhiệt độ nó tăng lên đó bạn ơi đây. Trời ơi, nhà thì xe cháy, bên trong thì trời ơi cái gì cũng cháy hết trơn rồi. Kiểu này ba mình chắc chắn sẽ cho mình nghỉ học, không thể nào dưới này được. Ba ơi, cháy nhà, cháy xe rồi. Bây giờ cho con nghỉ học. 97 độ gần 100 độ bạn ơi. 97 độ là sôi gần bằng nước sôi luôn bạn ơi. Nước sôi là 100 độ, còn mình 97 độ rồi. Rồi, cho con nghỉ học cho ba. Con cần phải đi học nha con. Mới 97 độ thôi à. Đi học đi, 100 độ rồi nghỉ nha con ơi. 97 độ à, ba bảo là không bị gì sao mà đi học được hả? Bây giờ 100 độ ba cho nghỉ học đúng không? Được rồi. Mình sẽ làm cho mình 100 độ. Trời ơi, sôi với đất sôi luôn. Bây giờ mình sẽ đốt cây. Ok, nhà còn cây không? Rồi, mình sẽ chạm một cái cây. Mình đốt cái cây cho nổ. Rồi, mình có sức mạnh thôi bạn. Mình chạm vô cây, cái cây nó nguyên rừng. Trời ơi, cái này là nguyên rừng cháy luôn ấy bạn. Trời, mình có sức mạnh siêu xe da. Mình chạm vô cây, cái cây cháy luôn ấy bạn. Rồi, kiểu này là nhà mình nóng rồi bạn ơi. Chắc chắn rồi,
trời ơi, nhìn nè, ngoài rừng cũng nóng, trong nhà cũng nóng, chắc chắn là được 100 độ rồi. Kiểu này là mình sẽ được kỳ ốc rồi. Ba ơi, con đã sốt 100 độ rồi. Tuy không phải là con người sốt nữa, nhưng mà ba ơi, cho con nghỉ học đi ba ơi. 197,7 độ C sao? Trời ơi, cái này là còn nóng hơn cả nước sôi nữa. Chà, như con gái của ta nóng lắm rồi đây. Kiểu này là sốt không liệt giường, không có đi học được rồi nè. Trời ơi, tội con gái yêu của ba quá. Nhưng mà cũng bình thường mà con. Thôi đi học đi, con thấy cũng bình thường mà. Con còn tới đây, con còn xin ba đi học là con vẫn còn khỏe mà con. Bình thường. Giờ mà con không đi học là ta nóng nha. Tôi nóng nha. Trời ơi, bạn ơi, 100 độ rồi mà ba không cho mình nghỉ học. Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi, tôi tức quá bà. Trời ơi, làm sao để được nghỉ học đây, khó gì luôn à. Trời ơi, tôi dỗi ba tôi đi luôn á bạn ơi. Tôi tức quá bà, làm sao đây. Trời ơi là trời. Ông trời ơi, làm sao con được nghỉ học đây, cho con nghỉ một buổi thôi mà. Ông trời ơi. Ủa, gì vậy? Ủa, ai vậy? Ha, xin chào ngươi, ta chính là thần chết đây, tại sao ngươi khóc? Ủa, gì kỳ vậy? Tôi nhớ hồi xưa tôi mà khóc lòng bụt hiện ra, tại nhưng bây giờ tôi khóc cái ác quỷ hiện ra là sao vậy? Thôi kệ đi, ác quỷ ơi, giúp tôi đi, trời ơi, tôi số 100 độ mà cha tôi không cho tôi nghỉ học, bây giờ cậu có cách nào để giúp tôi nghỉ học được không? Giúp tôi đi bà, trời ơi, thần chết đây, ác quỷ ơi, giúp tôi với. Trời ơi, chuyện nhỏ, bây giờ tôi sẽ cho cậu một cái hố lava, sau đó cậu nhảy xuống, chắc chắn cậu sẽ bằng 1 tỷ độ luôn không? Ha ha ha, cậu thấy sao? Cái gì? Làm hồ lava, sau đó mình nhảy xuống? Ờ, cái này hay đó. Thôi rồi, cậu giúp tôi nha. Được rồi, tôi sẽ giúp cậu. Unbelievable, biến thành hồ lava. 3, 2, 1, unbelievable. Ui, bạn ơi, gì đây? Ok, bạn ơi, ác quỷ giúp mình biến thành hồ lava rồi, trời ơi. Cảm ơn cậu nhiều nha. Ủa, cái gì giúp mình xong cái tan biến vậy? Thôi kệ bạn ơi, đây là hồ lava, bây giờ mình nhảy xuống. Trời ơi, đây, tôi đã bơi trong lava, bạn bơi mấy vòng luôn đó. Kiểu này là tôi sốt, tôi nặng, tôi không lối bạn ơi. Đây, rồi, ok, đây, rồi, bơi, ok. Giờ mình đã không còn là con người nữa bạn. Bây giờ mình hình quỷ rồi bạn ơi. Không ai bơi trong cái gọi là gì ta, hổ lava hết trơn. Mình bơi trong là chắc chắn là siêu nóng luôn, siêu cấp độ luôn. Ba ơi, con nóng lắm rồi. Ui, ba cũng nóng rồi, ba còn cháy tóc nữa kìa. Thôi, có biết là nóng như thế này đúng không? Chắc chắn ba sẽ cho cậu người vào. Ba, con đã rất nóng rồi. 1022 độ C. Trời ơi trời, cái này là còn nóng bằng cái đuôi lửa lắm bạn. Không biết là nóng bằng hoặc nóng hơn cái đuôi lửa luôn. Kiểu này ba mình sẽ cho mình nghỉ học chắc chắn rồi bạn ơi. Con được nghỉ học đúng không ba ơi? Ba yêu của con, ba cho con nghỉ học đây, con sắp khùng với ba. Hả? Cái gì đây? Cái nhiệt độ gì mà sao nó nóng như vậy? Nó nóng bằng cái đuôi lửa luôn. Trời ơi, con mình bây giờ là nó bằng đuôi lửa rồi. Nhưng mà cũng thấy bình thường con ơi. Ta thấy cũng ổn mà. Thôi, con đi học đi con, đi học mà có kiến thức, mà để có thể gọi là đi làm con à. Đó vì một tương lai tươi sáng, con đi học nha con. Con thấy cũng ổn mà, có gì đâu. Trời ơi, bây giờ mình không biết nói sao ấy bạn ơi. Nóng vậy rồi mà ba mình không cho mình nghỉ học. Trời ơi, buồn quá bạn ơi, giờ mình không được nghỉ học, giờ sao đây. Thôi bật tivi lên xem có gì không. Hả, cái gì đây? Ba cần. Đây là gì đâu, bà có cần nóng hơn không? À, cái gì đây, cái là cái gì đây, hình như là đem cái tấm quảng cáo giúp cho mình có thể tăng nhiệt độ cơ thể. À, mình đang rất cần tăng nhiệt độ cơ thể. Cái gì đây, nếu mà nhà bạn cháy thì bạn hãy gọi 911-119. À, bây giờ mình đang cần nóng lên nên mình không cần gọi 911 các bạn ơi. Bây giờ mình cần cách nào đó để mình có thể nóng lên. Trời ơi, không thể nào cái kêu cái này người ta dập lửa tới là mình sẽ không bị sốt được. Mình phải bật lại đi học các bạn ơi. Không được rồi, bây giờ phải làm cách nào đây. Muốn gọi xe bus để chở đi học thì gọi số này. Không được, mình còn không muốn đi học mà làm sao mà gọi xe bus chở đi học được. Không được các bạn ơi, không được. Cách khác thôi. Cái gì đây? Hả? Gọi cho rồng nếu bạn muốn đốt cái nhà của bạn. Gọi cho rồng sao? Đốt nhà mình sao? Nếu mà nhà mình cháy thì mình sẽ tăng nhiệt độ lên và mình có thể không đi học nữa bạn. Thôi được rồi,
Được nha, cách này ổn nha. Đốt cái nhà mà không được nghỉ học thôi chắc tôi nghỉ game các bạn. Tôi chịu đựng hết nổi rồi ba ơi. Con chịu, ba nãy chửi bây giờ mà đốt nhà mà không được thì con chịu luôn á. Gì đây, gọi số gì đây? 3 2 1 4 5 6. Ok, 3 2 1 4 5 6. Alo, alo, tôi cần một con rồng, tôi cần order một con rồng tới đây đốt nhà tôi. Alo, hả? Cần đốt nhà sao? Đốt để được nghỉ học à? Trời ơi, sao anh cháy vậy? Ủa sao lại không ngoài là nói ba cho nghỉ học? Trời ơi, ba tôi không cho nghỉ học anh ơi. Tôi lên 1000 độ, ba tôi không cho nghỉ học. Bây giờ anh đốt nhà tôi cho tôi lên được nhiệt độ, tôi được nghỉ ở nhà nha anh ơi, giúp tôi với. Thôi rồi, tôi sẽ tới nhà coi, tôi đốt cho cô cháy luôn cũng được luôn nha. Trời ơi, cô sẽ tăng nhiệt độ và chắc chắn cô sẽ ở nhà. Đừng lo, ok, tôi tới liền. Ồ, oh, đúng nhà cô không ta? Hình như nhà này thì phải. Khê, khê lửa, khê, su. Cháy chưa, cháy chưa? Trời ơi, cháy quá trời cháy. Khê từ trên đầu, trời ơi, nhà cháy rồi. Ho ho. Có gì thì đến số tài khoản của tôi nha. Tôi bắn thỉ tôi nha, bên đốt cháy nhà tôi rồi. Đi thôi. Trời ơi mấy bạn ơi, nhà cháy rồi. Trời ơi, kiểu này mình sẽ được ở nhà thôi. Trời ơi, vui quá mấy bạn ơi. Trời ơi, có ai cùng với mình không? Nhà cháy mà vui giống như là gì ta, Tết đến xuân về bạn ơi. Kiểu này ba sẽ không cho mình đi học nữa. Cháy nhà rồi ba thấy không? Cháy rừng, cháy cửa, cháy nhà rồi. Cái gì cũng cháy rồi. Chắc chắn mình sẽ được nghỉ ở nhà. Cuối cùng cảm giác này cũng đã tới rồi. Mình sẽ được ở nhà thôi. Ba ơi, nhà mình cháy rồi. Nhà mình không còn gì nữa. Trời ơi, phòng ba cháy rồi ba ơi. Ba cho con nghỉ học nha ba. Con sắp không rồi. Ôi, trời ơi ba ơi, 3022 độ C. Trời ơi, cái này là gọi là cái mặt trời rồi ba ơi. Không còn là nhiệt độ đuối lửa rồi ba ơi. Cho con nghỉ học nha ba ơi. Nóng quá ba ơi. Con cho nghỉ học nha ba ơi. Cái gì đây? Cái nhiệt độ gì đây? 3000 độ. Trời ơi, nó cháy nhà, cháy cửa rồi. Cái gì nóng dữ vậy? Trời ơi. Ôi, cái gì mà nóng dữ vậy? Kiểu này chắc phải cho con nghỉ học thôi quá. Thì con cũng tội nghiệp quá à. Chắc là tao phải ghi giấy gửi lên cô giáo để con được nghỉ học hôm nay nha. Trời ơi, cuối cùng cũng được nghỉ học mấy bạn ơi. Ba mình cũng nhận ra mình đóng sắp chết rồi. Mừng quá mấy bạn ơi. Không được đi học thôi. Ủa nhưng mà thôi, cái gì đâu mà mới nhà cháy à con à. Thôi đi học đi, tí ta gọi là xe cứu thương tới dập lửa là con hết rồi. Thôi con đi học đi, không có gì đâu. Bình thường mà con ơi, đi học nha. Tôi sắp không rồi bà. Tôi bị điên rồi. Tôi sắp bị điên rồi. Trời ơi, nhà cháy mà ba không cho mình nghỉ học. Mà cha còn bảo bây giờ gọi số điện thoại, người ta tới dập lửa. Tôi cần nước, tôi cần nước. Thôi được rồi, bây giờ ba bảo là chưa đủ nóng đúng không? Con sẽ kéo cái mặt trời về gần đây cho nóng bánh nhà luôn. Bây giờ làm sao để kéo bầu trời về nhà mình? Thôi được rồi, đây mình sẽ dùng sức mạnh của mình để kéo mặt trời về gần nhà mình. Sức mạnh siêu saiyan kéo mặt trời về đây. Mặt trời ơi, đây bắt thang lại hỏi ông trời. Ông trời ơi, kéo mặt trời gần đây. Ông mặt trời ơi, kéo cái mặt trời lại đây. Ôi trời ơi, mặt trời chắc chắn sẽ giúp cho mình. Ôi, mình sắp nóng rồi bạn ơi. Mình, trái đất này sắp bị hủy diệt rồi. Chắc chắn cha sẽ cho mình đi học các bạn ơi. Nóng quá. Ôi, trời ơi, sắp bên nhà rồi. Ôi, nóng như thế này thì làm sao phải mặc đây. Trời ơi, sợ, nóng quá. Ôi, mình không thấy gì nữa các bạn ơi. Trời ơi, giờ làm sao đây? Giờ tôi có đi học nữa không vậy? Ủa tôi còn sống không vậy? 5000 độ rồi bạn ơi. Ui, trái đất mình sắp bị tiêu diệt rồi. Ủa bạn thấy không? Cái trái đất gần cái mặt trời rồi. Cái kiểu này là gọi là gì ta? Gọi là tận thế rồi bạn ơi. Kiểu này
ba mình sẽ không cho mình đi học với bạn ơi. 8.000 đô. Thôi kiểu này là trường học nó cháy hết trơn. Mình thử thật luôn, trường học trái đất gọi là hành tinh này động vật là cháy hết trơn rồi. Chắc chắn là không còn cái trường học đâu. Bây giờ là trường học đâu mà đâu mà đi học nữa bạn ơi. Đó. Rồi ơi rồi xong. Banh trái đất luôn. Banh cái trái đất luôn. Mình chưa kịp làm gì hết trơn, mình banh xác luôn các bạn ơi. Rồi. Sau khi mình quá tức ba mình, vậy là cách mình không thể nào đi học được nữa là bằng cách mình kéo mặt trời gần với trái đất. Và trái đất banh, mình cũng banh luôn. Và mình không có cơ hội đi học luôn các bạn. Tại mình banh xác rồi, sao đi học nữa. Thôi các bạn ơi, đừng nghỉ học nha. Đi học cho nhanh. Chứ nghỉ học nhưng mà thấy cực quá. Đi học gì đâu mà khi nghỉ học còn mệt hơn đi học rồi. Thôi thà đi học cho rồi. Ok, mình đi học đây. Bye bye mọi người. À, mình trước khi đi học, các bạn đừng quên giúp cho video đạt 5k like nha. 5k like để mình khỏe hơn nha. Mình không muốn nghỉ học nữa đâu. Các bạn có 3 gì làm gì đó. 3, 2, 1. Cảm ơn các bạn đã like video này. Thôi mình đi học đây. Mình không nghỉ học nữa đâu, mình mệt lắm rồi. Thà đi học còn mệt đỡ hơn. Thôi đi đây, tôi mệt quá. Woo!